Ba là cắm vixin cá nhân trong nhà. Nhiều người nó chơi cái bồ lấy miếng nhựa vậy nó nó vay lại nó đổ nước nó tắm được. Bây giờ nó có bán, nó tức là cái hình chữ nhật này nó có lên cái bồn đó. Rồi nó đóng bốn cái thanh vô, nó thả cái miếng nhựa nó đổ nước nó tắm cho con cái là tắm thay cái vixin. Nếu không có tiền ngâm nó ngồi cái tắm vừa chơi vừa giỡn hồi là nó bở cái da, khi nào người da thành là cái da nó dột cong 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 nhìn lúc đó mới sạch. Còn da còn cứng là không sạch đâu. Khi sạch đó mình lấy mình lau cái nước nó đục ngầu, một tuần ít nhất phải lần để dịch sạch cái lông, sạch mấy lỗ chân lông. Tại lỗ chân lông là nơi thải mùi hôi trong người. Em tưởng tượng coi một cái cục cơm em bọc đi lông này nó bị thiêu, mà trong người mình có 12 tạng mình bọc lại vậy chết, cái lỗ chân lông nó bít lại thúi lắm. Hơi thở không đẩy cái này ra được, nó gọi là mùi hôi. Tức là trong tế bào nó cũng thở vậy, nó thở hơi độc ra, nó không có đường thoát. Còn oxy là trong máu nó đổi cái máu đen máu đỏ, còn cái da, cái cục thịt, cái tế bào nó thải độc, nó không có thải được. Thành ra khí công nó rất quan trọng. 84.000 lỗ chân lông nó phải thải hết tà khí. Chỗ hán có mùi khác, chỗ nách mùi khác, lỗ tai mùi khác, lỗ mũi mùi khác. Để ý nó hử kỹ, nó 5 mùi khác nhau. Cái mùi lỗ mũi khác chứ. Nếu mà lấy con chó mà nó hử nó khác mùi nhau hết. Thì làm sao những chỗ đó nó trong sạch như con nít. Thì mình phải phấn đấu, khi 3 tháng sau người mới sạch. Tổng vệ sinh ở đó là giai đoạn 1 là thải độc và thải các cái lỗ thải. Tức là trong cái nhà mình muốn cái nhà người nào mà khỏe vô coi coi cái chỗ vệ sinh rất sạch. Bây giờ vô cái toilet chỗ nào mà dơ là biết cái chỗ đó dơ. Sức khỏe không có. Bởi vì người ta kiểm soát một cái đơn vị nào vô coi cái toilet nó ra sức khỏe đó đọt luôn. Khỏe hay không coi toilet. Rồi cái chỗ lavabo mình rửa chén còn nó lóng bợn không là thua nữa. Rồi cái chỗ ngoài cái ban công mà cái chỗ đổ nó còn có rêu phong không lại nữa là dơ nữa. Đó là rằng trong cái gia đình người nào ở ta coi cái chỗ cái giường dưới gầm giường mà có bụi rồi mày là không khỏe. Như vậy ha, tại cái thằng khỏe nó xin nó làm hết à. Còn thằng thì cả tháng nó mới làm vệ sinh lần cái nhà, cái phòng nó dơ lắm. Mà nó không biết, người ta vô ta thấy liền. Có nhiều cái tô nó để 3 tháng vẫn còn nằm chỗ cũ đóng rêu luôn. Nhiều đứa nó ở dơ mà nó không biết. Khi cái nó không đụng tới rồi dọn cây viết nữa không xài, để đây 3 tháng còn nguyên tới phòng cái còn nằm đó là biết thứ dữ rồi đó. Thì cái người đầu tiên là mình muốn coi người đó khỏe, con coi cái sinh hoạt của họ. Quần áo có mùi không? Hử cái áo mà không có mùi là thua rồi. Cái người khỏe một tuần cái áo mặc không có gì có mùi gì trong người. Chạy nó dơ là tắm sạch rồi là cái áo vô có mùi gì. Giống như ở chuồng nhá. Con thú nó không nó sạch là chị nó ở chuồng hoài nó hửi mùi gì là nó làm là sạch liền. Con bình mà mặc cái áo nó che hết rồi. Nhưng mà mình lớn tuổi hơn cái mùi mồ hôi của mình nó nặng hơn đó thầy. Không, tại mình không có chủ trương thải độc, như thải độc nữa tới tuổi già. Nó lại bình thường lại. Tới tuổi thầy 70 vẫn còn thơm như con nít. Ngồi nó hửi, con nít nó còn nó muốn hửi, muốn hùng mình, nó ngồi cái hửi gì quỷ, nó cầm tay mình hửi tay mình. Nó thích. Nó mà cái người đàn ông là mùi đàn ông, người phụ nữ mùi phụ nữ. Thành ra nó gọi là cái độ hấp dẫn nó tăng lên. Ví dụ mình khỏe là như cái người nữ nhìn ngồi gần mình nó thấy cảm giác khác liền, cái mùi nó khác liền. Nó khỏe. Cái mùi sự khỏe nó thể hiện bên ngoài luôn. Mà khi nó khỏe thì da nó bóng loáng, bóng như gương vậy đó. Chỗ nào cũng bóng hết á. Rồi cắt cái chỗ mỏng đỏ như son. Còn người yếu đen thui. Mình kiểm tra thấy cái đầu ngực đỏ đó như con nít vậy, hai cái đầu ngực đỏ, mấy chỗ kính chỗ mỏng đỏ, nách nó đỏ le, nó cạo nó đỏ hỏng vậy. Thì là mình khỏe, mình phải kiểm tra vậy. Chỗ mỏng là phải đỏ, chỗ mỏng là đen là máu, chỗ đó là tà khí nó nằm đầy nó chưa thải ra được. Thành ra mấy người mẹ cho con bú là tại vì cái đầu ngực đó, nó không có thải động được, nó đỏ đen thui. Ghê lắm. Còn con gái đỏ lắm, con bú rồi. Rồi, thành ra mày cho con bú xong mày phải tập sao nó cho nó đỏ lại cho tao. Mày để vậy tới ngày nó đen xì luôn là hết cái cứu chữa. Là người nó không thèm vệ sinh gì hết á. Cái đầu ngực không có vệ sinh thì nó đen. Đó là những kỹ thuật mình phải làm vệ sinh. Sau đó là bắt đầu phải thông chính khớp phải mềm ra. Bữa sáng em có tập. Đó, chính khớp phải mềm ra. Mà mỗi lần mình tập bao lâu thầy em? Tập làm sao cho nó người nó nóng hừng hực lên. Khoảng bao lâu? Thì thường khoảng 5 lần. Mà mỗi lần là 1 phút, ví dụ dương từ dưới là ngửa ra như 30 giây rồi xả xuống 30 giây là 1 phút. 5 lần dương vậy nè, 5 lần âm. Đó là tập cho nó khớp xong cái đi bộ từ nay tới đây là cấm đi cầu thang máy. Là tự nhiên nó thay về phải tập đi bộ. Còn tay chân là lúc nào phải thử coi độ dẻo còn không.
nếu không dẻo không còn là thua. Đồ dẻo thử bằng cái nào mình để cái ngón tay vô cái gì mình nâng mạnh lên mà nó phải truyền vô cái đai, nó không truyền ra là hư. Để cho nó đè chỗ này nhiều chết, để đây phải truyền như tới đây, truyền như đây. Tức là cái ngón tay mình phải nâng được 9 kg thì đúng. Nếu ngón tay nâng không được 9 kg là không có khí. Nó phải tập hoài. Tại vì nguyên tắc ở đây nè, giống như đòn bẩy ở đây là 1 kg. Lực ở đây có 1 kg à. Dạ. Nhưng mà tới cổ tay gấp 3 lần, nó dài gấp 3 thấy không? Dạ. Thì ở đây phải 3 kg mới giữ được 3 kg. Dạ. Còn đây nó dài gấp 5 lần, ở đây phải 5 kg, tức là cái chỗ đây 5 kg thì cái cùi chỏ nó chịu dùng 5 rồi. Còn cái nách nó chịu tới 7 rồi. Còn cái cột sống nó đứng vậy nó chịu về tới 9 rồi. Dạ. Mà 9 cái nó truyền ra ngoài thì ở đây chịu được 9 kg. Dù cuối cùng ngón tay có 1 kg. Dạ. Thì nhiều người không biết gồng ngón tay là sai. Mình cứ để và mình nhích truyền ra từ vô tới vai, mình truyền từ vai ra thì nó còn có 1 kg. Cuối cùng mình xách cái vỏ bằng ngón tay này. Chứ không phải là mình làm nhanh cái gãy ngón tay liền. Mình cứ từ mình truyền vô. Đó. Nó này không tính nè, em làm vậy nè. Để ngón tay vô nè em nè. Để vô truyền từ vô cái để trong này ra, anh đưa ra dần. Để trong ra trước, để sát vô vai thấy nhẹ luôn. Để sát vô đây là thấy nhẹ không? Đây là cái cột sống nó chịu á, để toàn ten ra. Nè, để sát vô vai đó thấy nhẹ hiểu không? Đây cái vai nó chịu, vừa đưa ra bắt đầu cái cùi chỏ chịu nó nhẹ hơn nữa. Để ra ngoài đó cái cùi chỏ nó chịu thấy không? Ra nữa là cái cổ tay nó chịu. Đó, giờ nó chịu được đó, không thấy cái ngón tay nó chịu được rồi đó. Còn em làm ra liền lắm chết, phải từ trong để từ ra là nó chịu được. Thấy không? Cái khôn không? Người ta nó khôn vậy đó. Còn đem làm móc luôn là chết mẹ, phải từ trong rồi nè. Móc lên cái đẩy từ ra là ở ngoài nó chịu 9 kg gì không, mà ở trong không có mỏi. Anh đẩy từ ra theo cái đầu cái vai nó chịu không ha. Xong cái cùi chỏ nó gánh bớt. Dạ. Cổ tay nó chĩa ra thấy cái tay mình hồi nãy mình làm không được giờ được rồi. Dạ. Đó là khí đó. Khí lực nó vậy, nó đi theo luật kinh dịch 13579. Bởi lại từ từ. Thành những người khí công nó chậm chậm là gì? Để nó giữ sức khỏe, nó không tiết kiệm. Nó bưng cũng đẩy ra chứ không có ra chồm cái lấy liền đâu. Dạ. Nó lấy cái đó nó móc này nó đưa người ta, ví dụ nó để vào cái ly nước 7 kg nó để từ từ nó đưa ra chứ không chồm nó lấy, nó đi tới gần, ví dụ lấy cái đồ nó tới gần để lên nó đưa ra. Dạ. Còn người thường đứng nhà đẩy đưa luôn chết, hao năng lượng. Còn người khôn là để tới gần này để nâng lên đưa, ít hao càng dư được sức khỏe, thành từng cái hành động nhỏ nó đều tiết kiệm hết thì nó dư. Yeah. Tại vì lý do sao người ta lương cái sức khỏe mình là nó ổn định, tức là như một tháng kiếm được 6 triệu thì phải tiết kiệm mới dư tiền, thì tất cả hành động tiết kiệm. Bước đi cũng vậy đó, đi không quy bằng đi bằng mép, đi nguyên bàn hao, đi cái mép này xong rồi mép này đổi 4 triệu thì nó nhẹ hơn là đi nguyên cái bàn. Lý do tại sao khí công nó đi không bao giờ nguyên cái bàn, đi một này hồi nó đi dày, hồi nó đi cái mũi, hồi đi cái gót. Thì nó ít hao năng lượng hơn, nó khôn vậy đó. Còn cột sống đi phải hơi sống sẵn, tại vì cái sức ly tâm á, muốn cái tay mà cái tay nó đưa qua về, cột sống nó phải sống cái tay nó mới đưa qua được. Còn mình đưa không là cái tay nó làm không. Cột sống, cái tay đưa là cái cột sống đưa trước, cái tay nó đưa sau, còn người ta đưa cái tay trước không à, ngu. Nó vậy, ví dụ mình muốn lấy cái tay này là phải xoay qua qua về chứ nhẹ hơn à. Còn đứng giờ lấy coi, nặng. Nếu đứng nhà mình kéo tay em lấy nặng, nhưng mình đưa cái vai theo cái đường thẳng nó nhẹ liền. Đó, anh rất là phải hiểu. Dạ. Giờ anh tin làm này nè. Cầm cái vỏ mình đưa ra về, em duỗi ra được. Còn đứng về em chỉ cầm coi, chú chú xuống đầu như vậy. Dạ. Gãy cột sống, còn để từ đây xoay qua đó, duỗi ra cái cột sống nó cân liền. Làm như là cái đòn gánh này, kéo vô, đẩy ra. Thành ra toàn động tác đẩy thì kinh, tại sao nó luôn rút vô trong. Khi nó đẩy nó ngoài đi từ từ để chịu cái độ nặng, tưởng tượng ở ngoài rất là nặng thì nó không bẻ cái tay xuống. Thì cái nó mục đích cái tẩy thi kinh là gì, nó truyền lực đều để nó nuôi máu. Ở đây nuôi 1 kg máu, ở đây 3 kg máu, ở đây 5 kg máu, 7 kg máu, 9 kg máu. Còn là một phát mỗi thằng con cái thì mấy này gãy hết. Thành ra tủy nó mạnh lắm. Mỗi cái này chừng 9 giây mới nuôi được cái tủy trong cuộc sống. 7 giây nuôi tủy của cái vai. 5 giây tủy của cái cùi chỏ, 3 giây tủy của khớp xương, 1 giây tủy của anh nói tay. Nó đều phân đều rõ ràng ra, nó đưa máu đều hết ra chứ không như nhau. Còn người làm như nhau là gãy liền, hư hết khớp. Thành cho nó những người về già hư khớp là bị nhức khớp, là tại vì làm nhanh quá, cái từ với những người già họ làm chậm chậm là họ khôn. Yeah. Thì nó mới máu nó nuôi đều. Về già là phải chậm gấp 5 lần để máu nó nuôi 5 cái khớp. Yeah.
Còn trẻ một lần nó nuôi 5 khốt luôn, tại khỏe quá, một luồng máu nó nuôi 5 thằng luôn. Còn giờ phải khiêng 5 lần mới nuôi được 5 cái khốt. Thành ra chạy thứ kinh luôn luôn chậm, nhón lên, bởi vậy cũng là 5 sau lưng, 5 phía trước này. Để cho máu nó truyền đủ 5 khốt. Chứ không phải là do cái hơi thở, do cái khốt này nè, ra nè, cái vài chịu giống như cái vỏ này em sắt một đó 9 kg, đây 7 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg, kiểu giống như cấp khí ở đây 9, khí ở đây 7, cấp khí đi 5, cấp khí đi 3, cấp đi 1, thì cái tủy xương nó mới đều vậy. Còn là một phát á, cái thằng này cũng một, thằng này một, thì cái thằng này chịu đâu nổi, nó gãy cổ tay liền. Cái này mình cũng một luôn, cái này nó cần 5 mà cho có một, nó gãy cái này liền, thì cái tủy ở đây già trước, mau già giờ nó cầm cấp đều thì mấy cái tủy nó tươi hết, nó không bị già. Tại vì nếu thằng này nó gánh quá thì ở đây nó hư khớp này. Thằng này gánh, thằng này chia bớt một chút, nhẹ bớt một chút, thằng này thì chia bớt, thằng nó chia đều ra thì cái ngón tay nó không bị nặng. Thằng này tay, ngón tay người già luyện khí công nó dẻo, nó bấm nó chắc đó. Còn người già nắm không chắc, rớt cái liền liền. Tại người già không dùng cái vai, cái từ cuộc sống nắm cái ly, mình ngung ngón tay nắm cái ly. Người già nó tưởng như trẻ vậy đó. Mày không còn như trẻ đâu, lúc nào có tưởng tượng mình còn trẻ lắm. Mày coi cái mặt mày đúng kiếm, tao biết mày già rồi. Ừ. Đó đó, thằng nó không biết. Ờ, ngon lắm, mày cứ chấp nhận mình già đi, mình cứ làm từ từ đi. Mình làm lấy le cho tao già tao còn khỏe, đây là không có được. Cứ từ từ. Sao không ai nói mình hết. Tại vì cái tánh người ta là hay khoe ra, không có khoe. Tại vì khi người ta luyện sức khỏe, người ta không có khoe. Cái gì nữa, giống như người có tiền nhiều không bao giờ khoe. Người ít tiền là mua vàng đeo, còn thằng có tiền nó giấu, không có mua cái gì hết. Người nó còn không có quần đùi, nó mặc 10 năm.